Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với Car Center. Ngày hôm nay Car Center số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội lại xin phép được báo giá đầu tháng cho quý anh chị và các bạn. Bên em đang có rất là nhiều xe đang spa, đang dọn nội thất và hôm nay là những xe sẵn tại cửa hàng nhé. Bắt đầu từ bên phía này trước, bên này hơi chật, chúng ta sẽ đi trước. Chiếc GLC trắng ở ngay phía đầu này thì bên em đã vừa nhận cọc xong rồi. Đấy, cái GLC dạo này có một số cái dòng nó khá là hot nên là bán cũng tương đối là nhanh. Còn một chiếc GLC 300 màu trắng sản xuất 2021 nhá. Đây, xe cũng tương đối là đẹp, chạy thì có hơn 3 vạn thôi, giá đang được chào bán tại Car Center là 1 tỷ 799 quý anh chị và các bạn nhá. Xe đen nâu rất là đẹp luôn. Chạy cũng ít nữa. Bên dưới đây thì chúng ta trong tầm giá là hơn 1 tỷ đồng, dưới 1 tỷ 2, đấy là chúng ta có một chiếc VF9 phiên bản Plus sản xuất 2022. Đấy, xe rất là mới luôn, quý anh chị và các bạn nào quan tâm thì VF9 thì bên em cũng có nhá, đen đỏ có hết. Bên dưới chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc VinFast Lux SA phiên bản Plus với năm sản xuất 2020. Chiếc xe này chạy được khoảng nhỉnh 100.000 km một chút xíu thôi. Bảo dưỡng hãng thường xuyên định kỳ rất là đều đặn, giá đang được chào bán tại Car Center bây giờ rất là hợp lý để trải nghiệm nhá. Chỉ có 699 triệu đồng mà thôi. Giá quá là ok luôn. Và đây, một chiếc xe cũng bảo dưỡng rất cực kỳ là đều luôn. Mercedes-Benz C200 sản xuất 2019 màu đỏ nội thất đen. Lăn bánh 8 vạn km, giá đang được chào bán tại Car Center. Bây giờ chỉ có chưa đến 800 triệu, cụ thể là 799 triệu đồng. Quý anh chị và các bạn ạ. Bên trên chiếc xe này thì chúng ta có một chiếc Toyota Camry phiên bản 2.0Q với năm sản xuất là 2022. Chiếc xe này thì bên em đang chào bán với cái mức giá là nhỉnh 1 tỷ xíu thôi, 1 tỷ 059 triệu đồng, lăn bánh được tới như là 32.000 km đấy. Chiếc BMW X4 này sản xuất 2014, chiếc xe này thì bây giờ giá để trải nghiệm cũng cực kỳ là hạt rẻ, chỉ 799 triệu đồng mà thôi, mà chúng ta sở hữu được một cái mẫu xe gầm cao cực kỳ chất lượng đến từ nhà BMW, màu ruby black, màu nâu đen quý chị và các bạn nhé, nâu ánh đỏ. Đấy, xe bảo dưỡng định kỳ thường xuyên 100.000 km. Sang đến hàng bên kia thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều nhân vật thú vị nữa. Ngay đầu hàng thì chúng ta có Toyota Alphard đã độ lên gói LM300 sản xuất 2019, giá bây giờ ở Car Center là hơn 3 tỷ đồng quý anh chị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì quý chị, anh chị và các bạn nên đến xem trực tiếp tại Car Center, cực kỳ đẹp và mới, cái gói độ cũng rất là đắt tiền luôn. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc Land Rover với năm sản xuất là 2013. Đấy, 2013, giá bây giờ là 2 tỷ 290 triệu đồng. Sơn zin gần như là cả xe, xe đi cực kỳ ít luôn quý anh chị và các bạn nhé. Xe đi được có 75.000 km thôi. Cùng đi xuống bên dưới nè. Bên dưới chúng ta có Lexus RX300 với năm sản xuất là 2021. Xe màu trắng, nội thất nâu da bò. Chiếc xe này lăn bánh được hơn 3 vạn, full lịch sử hãng, hiện tại đang được chào bán tại Car Center là 3 tỷ 090 triệu đồng. Có bớt lọc thêm cho quý anh chị và các bạn. Bên dưới chiếc xe này, ở cái phân khúc gầm cao 7 chỗ thì bên đang có 2 chiếc xe. Đầu tiên thì chúng ta có một chiếc CX8 phiên bản Luxury với năm sản xuất là 2019, lăn bánh chỉ hơn 3 vạn km nhé, 38.000 km. Xe cực kỳ mới, cực kỳ đẹp luôn và giá là 755 triệu đồng. Bên cạnh chiếc xe này chúng ta có một chiếc Fortuner máy dầu một cầu số tự động phiên bản Legender màu đồng sản xuất 2022, lăn bánh được 6 vạn km, giá là 1 tỷ 095 triệu đồng. Còn bên trên tầng, chúng ta hãy lên trên tầng để xem nốt những cái mẫu xe còn lại ở trên tầng quý anh chị và các bạn nhé. Trên tầng thì chúng ta còn một vài mẫu xe nữa.
Đây, chiếc i10 2024 này thì sơn zin cả xe bên em nó vừa bán xong rồi, bán hơn 400 một chút xíu thôi. Và bên trên thì chúng ta có một chiếc CX8 phiên bản premium. À, i10 bên em vẫn đang về nhá, đang về một chiếc 2022 đấy, cũng màu trắng như này. Bên trên thì chúng ta có CX8 phiên bản premium sản xuất 2020, lăn bánh 4 vạn rưỡi, giá là 799 triệu đồng. Camry thì bên em còn hai chiếc ở trên tầng. Đầu tiên là Camry 2.5Q sản xuất 2022, 1 tỷ 250. Và bên góc kia là Camry 2.5Q sản xuất 2019, bây giờ chỉ có 869 triệu đồng mà thôi.